Hi, xin chào tất cả mọi người quay lại kênh YouTube của mình nha. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mở khóa Facebook bị 956 nha. Thì ở video này là cách mở khóa mới nha mọi người. Thì ok, mình sẽ mở trực tiếp cho khách và mình sẽ quay video hướng dẫn cho các bạn chi tiết luôn nha. Thì cứ có một cách mở khóa nào mới trong một đầu tháng hoặc giữa đầu tuần thì mình cũng làm video hướng dẫn cho mọi người nha. Rồi ok, đầu tiên thì cái giao diện mình ở đây là giao diện bị khóa Checkboy 956, mọi người có thể thấy lên trên đây nha. Thì nó mới gọi là dạng khóa 956, mình gọi tắt như thế để có thể dễ gọi nha mọi người. Còn ok, đây là chỉ là một dạng khóa tạm thời thôi. Thì nếu như các bạn không biết cách làm mà các bạn càng spam nhiều lời, các bạn càng nhờ nhiều lời ấy, thì nó càng thời gian khóa của các bạn sẽ càng lâu. Còn nếu như bạn nào mà không biết cách làm luôn ấy, thì các bạn để hoàn toàn như vậy trong vòng một tháng, các bạn đăng nhập lại riêng cái máy chính chủ thôi của các bạn ấy, thì các bạn cũng có thể vô được nha. Đó là thời gian khá lâu nha mọi người. Còn ở video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kháng nghị để mọi người giúp mọi người có thể về trong vòng 2 đến 3 ngày nha. Rồi ok, thì cái chữ đầu tiên khi mọi người vào Facebook ở đây ấy, thì cái chữ tìm hiểu thêm này hoặc là cái chữ bắt đầu đều nó đều là ảo thôi nha. Thì các bạn khi các bạn ấn vào chữ tìm hiểu thêm hoặc là các bạn ấn vào chữ bắt đầu thì nó cũng hiện lên giao diện ở màn hình mình thôi nha. Thì bây giờ mình ấn cho mọi người xem nha. Đó, thì các bạn ấn vào chữ tìm hiểu thêm hoặc là trên Facebook của các bạn có chữ bắt đầu, mà khi các bạn ấn vào chữ bắt đầu thì nó thường thường ra trung tâm trợ giúp cho mọi người nha. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người trực tiếp ở trên cái trung tâm trợ giúp này luôn nha mọi người. Thì ở đây mọi người ra bên phải nha, mọi người ấn vào phần trợ giúp và hỗ trợ. Ở phần này mọi người ấn giúp mình là báo cáo sự cố. Thì ở đây lập tức nó cho ra mọi người cái giao diện là đóng góp ý kiến cho Facebook. Thì ở đây Facebook của mình đang bị khóa nha. Thì các bạn nên chọn vào dòng số 2 giúp mình đã xảy ra lỗi hay cho chúng tôi biết về tính năng bị lỗi. Rồi ok, thì ở cái giao diện này thì các bạn nên chọn một sản phẩm nha. Thì các bạn kéo xuống thì ở đây nó có một cái phần gọi là cái phần đăng nhập nha. Thì mọi người đang bị tính năng gọi là đăng nhập mà mọi người không thể vô Facebook của mình được, dù tài khoản mật khẩu của mọi người có đúng nha. Đây ok, thì sau khi mọi người chọn vào tính năng đăng nhập thì ở cái phần nội dung chi tiết này thì mọi người cần phải ghi rõ ràng nha. Tài khoản Facebook, tài khoản Facebook của tôi chính chủ và đang đó, đây là nguyên nhân mà các bạn đã bị khóa và các bạn đi làm mong Facebook xem xét về cho tôi xác minh danh tính tài khoản Facebook chính chủ của mình. Ok, thì các bạn có thể ghi ngắn gọn như vậy thôi nha. Rồi tiếp theo mình ở đây mình sẽ vào một cái tab Facebook để mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chụp ảnh. Rồi tùy cái nội dung thôi, thì cái nội dung mình ghi ở đây thì nó khá là ok. Những cái nội dung như vậy thì các bạn sẽ được xem xét cao hơn. Đó, thì ở đây tới cái phần mà nó yêu cầu các bạn là thêm video hoặc ảnh chụp màn hình đề xuất. Thì các bạn cần chụp là cái màn hình mà các bạn đã bị giao diện như thế nào nha. Thì ở trên máy tính các bạn thì các bạn vô phần tìm kiếm và các bạn tìm phần slip là có phải slip tool là các bạn có thể chụp màn hình nha. Rồi ok, thì cái này mình nghĩ ai cũng biết rồi nên mình sẽ không hướng dẫn nhiều nha mọi người. Đó, các bạn chụp màn hình vào và các bạn lưu ra. Ok, ở đây các bạn sẽ thêm video hoặc ảnh chụp màn hình, thì các bạn thêm cái tấm mà các bạn vừa chụp nha. Đây ok, xong rồi. Sau khi thêm xong các bạn ấn gửi giúp mình nha. Ok, sau khi gửi xong thì nó đề thành công là đé cái gửi ý kiến đóng góp của bạn. Thì thường thường cái đường link cái giao diện mà mình vừa làm ấy thì nó nằm ở trong cái đường link 632 hoặc là 632 hoặc đến 323 nha mọi người. Thì ok, mình làm trên trực tiếp cái giao diện này luôn thì nó ok hơn nha. Rồi tiếp theo mình có hỗ trợ cho mọi người thêm một đường link nữa, đường link 890 nha. Nếu mà các bạn có chưa thành công cái lớp Facebook của mình hoặc là các bạn có thể kháng nghị dồn luôn. Thì mình ghi nội dung vậy thì các bạn xem video thì các bạn có thể đúc kết, các bạn ghi nội dung tùy các mọi người nha. Thì ok, ở cái tấm hình đây thì các bạn cũng úp cái tấm hình mà các bạn chụp màn hình cái giao diện này lên nha. Không cần thiết các bạn phải úp chứng minh nhân dân hay là giấy tờ gì đâu, vì đây là một dạng khóa hiện tại thôi, nó không cần thiết đâu nha. Thì khi mọi người đăng nhập đến Facebook vào rồi ấy, thì các bạn vào link 890 này mình sẽ có để dưới mô tả cho mọi người, thì mọi người không cần phải điền email nha. Và mọi người chỉ việc ghi nội dung, gửi ảnh này và ấn gửi thôi nha. Ok, sau khi mình chuyển qua giao diện mở Facebook thì lập tức mọi người sẽ gửi thành công nha. Thì xíu mình sẽ để cái đường link thành mở Facebook cho mọi người gửi thành công luôn nha. Mình vừa gửi bằng đường link www thì nó bị lỗi.
Ok, sau đó ở đây mình đã gửi thành công hai đường link này rồi thì mình đã bảo với mọi người là trong vòng 72 giờ nên mọi người bây giờ cần vô lớp Facebook nha. Thì khi mọi người vô ấy, thì lớp Facebook của mọi người đã được xử lý thì lập tức mọi người sẽ hiện lên chữ bắt đầu và nó yêu cầu mọi người xác minh như là email hoặc là ngày sinh hoặc là bình luận gần đây nhất của mọi người nha. Nó cũng như là xác minh danh tính shitboy nha mọi người. Rồi ok, ở video của mình hôm nay chỉ thế thôi thì chúc mọi người thành công nha. Thì mọi người thấy hay thì có thể like và subscribe video của mình nha. Thôi bye, chào tất cả mọi người nha. Bye.